Ô, Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Sa Đức Huy đang đứng ở một cái tác phẩm Si Huy ạ. Cái tác phẩm Si Vũ Hồng Cánh Sen. Cái này Si đá Si Vũ Hồng Cánh Sen này. Vũ Hồng Cánh Sen chứ hả? Đây này. Vũ Hồng Cánh Sen quý vị nhá. Vũ Hồng Cánh Sen lá hến rất đẹp. Thì cây này là của anh Lê Hiệp quý vị nhá. Anh mang đến triển lãm này hình như 4 tác phẩm quý vị ạ. Thì quý vị chiêm ngưỡng cái phong cách làm của anh Lê Hiệp. Một cái phong cách rất là riêng biệt. Bóng tàn toát ra cái vẻ tự nhiên. Quá đẹp quý vị ạ. Anh có những cái tác phẩm Si và những cái cây xanh rất đẹp, mang nhiều ấn tượng tại triển lãm lần này với tất cả các quý khách về để tham quan. Đây, quý vị có chiêm ngưỡng những cây Si, nhìn ở mọi góc cạnh tác phẩm đều cuốn hút. Thật sự là đứng trước cái tác phẩm này không muốn muốn rời mắt, nhìn thích quá, càng ngắm càng mê. Quá đẹp luôn. Bản thân cốt này đâu có cần phải là bệ vệ khủng bố đâu. Thế nhưng mà đẹp quá. Đấy, thưa quý vị này, không cần phải bệ vệ đâu, nhưng mà đây này, cái cách làm bông dăm tạo lên cái tác phẩm cực kỳ là bắt mắt quý vị nhé. Đấy, thưa quý vị là đây là còn tác phẩm xanh đấy, cũng là của anh Lê Hiệp nhé quý vị nhé. Một cây trực quý vị ạ, một cây danh xanh dáng trực. Một cây trực cực kỳ đẹp của anh. Cây tầm trung quý vị nhá. Cây khá cao khoảng 8-90. Một là cành phóng rất là tự nhiên mà đẹp. Thực sự là đây là một cái cây xanh Nam Điền. Rất là chất lượng ở đây. Một cây trực thể hiện trong một người người quân tử. Và cành lá thì không hề cứng một chút nào cả, mềm mại uyển chuyển và rất là tự nhiên. Cứng nhưng mà lại không cứng quý vị ạ. Một cây trực tưởng như cứng nhắc nhưng mà lại không cứng nhắc, bông dăm cành là uyển chuyển và những cái nét thả rất là tự nhiên quý vị nhé. Đây, cái nét cành rơi này thì đúng là không giống một cây nào cả quý vị ạ. Đấy, bình thường là mọi người sẽ chọn cành rơi ở cái điểm này, đâu đó ở khoảng này rơi xuống, nhưng mà chủ nhân lấy luôn cành một rơi xuống, rất hay. Ai cũng phải đến đây phải trầm trồ vào cái tác phẩm này. Đây quý vị này, một cành phóng cũng rất là uyển chuyển. Nhưng mà bây giờ nhé, có hàng
Đây cũng là một cái nét làm rất là chân quý và cần học hỏi, đáng để học hỏi quý vị ạ. Cái nét đẹp mà tự nhiên, một cái nét đẹp và không nhìn thấy nhiều quý vị nhé. Bông dâm toát ra cái vẻ tự nhiên rất là cao. Bác Sa Đức Huy sẽ đưa quý vị đến ngắm những cái tác phẩm của mang cái phong cách của anh Hiệp, anh Lê Hiệp quý vị nhé. Anh còn mấy cái tác phẩm nữa quý vị ạ. Quý vị chiêm ngưỡng cái tác phẩm tiếp theo của anh Lê Hiệp. Đây là một cái sân quê quý vị ạ. Một cái sân quê rất dài. Bông tàn rất là tự nhiên quý vị nhé. Thế vào đây, đây quý vị ạ. Thưa quý vị, đây là một tác phẩm đáng để chiêm ngưỡng quý vị này. Đấy, phong cách của anh Lê Hiệp đấy quý vị ạ. Quý vị có thể nhìn một cái cảnh phóng không ạ? Đấy. Anh làm một cảnh phóng rất là đẹp. Vâng, bác sai chủ Đức Huy chỉ có tiếc mỗi một điều là anh kê sát cái cột đèn thôi. Thế là đằng sau nhìn cái cột đèn này tự nhiên này nó lại không nổi bật được cái cây. Chứ bản thân cái cây này thì rọi lên cái bầu trời quá đẹp luôn. Đấy, nhưng mà anh lại kê sát cái cột đèn. Tiếc mỗi cái đấy. Vì mình nhìn chiêm ngưỡng này. Một cây cao cao chừng 50 phân quý vị ạ. Một cây quá già luôn, một cây xanh đầm điện quá già. Sa Đức Huy chắc chắn đây là một cái cây cực kỳ chất lượng, quý lắm quý vị ạ. Mà cái nét nghệ thuật rất là cao. Cái giá trị thì bao nhiêu thì con Sa Đức Huy không biết. Thế nhưng mà cái ghi nhận là cái về cái giá trị về mặt nghệ thuật và cái phong cách làm mang đậm cái yếu tố tự nhiên. Cây hoàn thiện toát cái vẻ tự nhiên, lôi cuốn người xem. Đẹp lắm quý vị ạ. Đây quý vị nhìn chiêm ngưỡng những cái nét làm của anh. Gần như chỉ cắt giật thôi, không đi dây. Mà anh lọc là dăm chi nó có độ rích rắc, không có dăm kẻ, dăm thừa quý vị nhé. Cành phóng thì đúng chất là cành phóng, phóng khoáng. Cái chi tiết nhỏ cũng rất là tinh tế này. Đấy, bình thường thì đây là những cành mà anh không phải nuôi mầm thở đâu quý vị nhé. Đây là anh chủ định anh nuôi này. Đấy, rất là tự nhiên, không phải mầm thở. Mà đây là cành này anh cũng giữ làm để cho tô điểm cho cây đấy. Một cái điểm nhấn của cây. Bình thường thì mọi người sẽ cắt những cái này đi, cắt những cái này đi, nhưng anh vẫn để.
Còn Sara Huy đang ghi hình tại triển lãm An Dương. Thì thực sự với quý vị là gặp những cái tác phẩm của anh Hiệp đây thì có nhiều cảm xúc quá. Thì chia sẻ cho quý vị. Chia sẻ cho quý vị là đây là chia sẻ cái đẹp và chia sẻ cái phong cách làm cây cực kỳ đẹp là của anh. Thì quý vị xem kênh thì cũng có thể là rút ra nhiều những cái quý báu để có thể là cho quý vị và cũng thể có thể là giúp ích cho cái việc mà tạo tác cây, sáng tạo nghệ thuật. Bác Sát Huy cũng đến đây cũng xin phép dừng lời nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị.